tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, tiền vệ Nguyễn Quang Hải là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của đội tuyển U23 Việt Nam. Anh chính là người ghi bàn đầu tiên của U23 Việt Nam tại giải đấu ở Trung Quốc, giúp U23 Việt Nam dẫn trước U23 Hàn Quốc 1-0 ở lượt trận mở màn bảng D. Tiền vệ Hà Nội FC cũng là người ghi bàn thắng duy nhất, giúp U23 Việt Nam giành trọn 3 điểm trước U23 Australia để mở ra cánh cửa giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong trận bán kết với U23 Qatar, Quang Hải đã lập cú đúp để U23 Việt Nam giành được trận hòa 2 đều trong 120 phút thi đấu, trước khi giành thắng lợi với tỷ số 4-3 ở loạt sút luân lưu. Ở trận chung kết với U23 Uzbekistan, Quang Hải chính là người thực hiện quả đá phạt thành công để giúp U23 Việt Nam cân bằng tỷ số 1 đều ở phút 41, trước khi Sidorov ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho U23 Uzbekistan ở phút 120 của trận đấu. Với bàn thắng ghi được ở trận chung kết giải U23 châu Á 2018, Quang Hải cũng đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu với 5 pha lập công. Sau màn trình diện ấn tượng tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, tiền vệ sở hữu gương mặt khá thông minh, được giới chuyên môn trong khu vực định giá chuyển nhượng rất cao. Theo bình luận viên chuyên bình luận về bóng đá châu Á Gabriel Tan của kênh Fox Sports, một số câu lạc bộ của Thái Lan và Malaysia đã định giá ngôi sao hàng đầu của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 Quang Hải khoảng 4 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 90 tỷ đồng. Đây là một mức giá chuyển nhượng rất cao với một tuyển thủ ở Việt Nam. Trước đó, tiền đạo Nguyễn Công Phượng của Hoàng Anh Gia Lai cũng được một câu lạc bộ tại Thái Lan định giá khoảng 3 triệu đô la Mỹ, tương đương 70 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong bài viết mới đây của mình, cây bút John Duden chuyên theo dõi mảng bóng đá khu vực châu Á cũng đã đánh giá rất cao tài năng của tiền vệ Nguyễn Quang Hải, đồng thời khuyên ngôi sao của U23 Việt Nam nên chuyển ra nước ngoài thi đấu. Cây bút này nói: "Tôi nghĩ Quang Hải xứng đáng được trao cơ hội xuất ngoại. Tôi thấy cậu ấy có nhiều tố chất tài năng để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Tất cả những gì tiền vệ này cần làm là tìm kiếm một bến đỗ phù hợp."